Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Sim Tarot của Nas. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem một trải bài với chủ đề mình được recommend, mình được request. Đó là về người đó hoặc là người ấy đang nghĩ gì về các bạn lúc này hoặc là về cái mối quan hệ này. Ok, và nhớ giúp mình đây là tụ bài chung, trải bài chung, không chọn tụ. Nên là các bạn hãy lắng nghe cái miêu tả ở đây mình có để xem là nó có đúng với cái trường hợp của các bạn hay không. Nếu như và các bạn cảm thấy nó không liên quan thì các bạn hãy nhẹ nhàng bỏ qua và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những trải bài tiếp theo của mình. Ok, thế bây giờ mình sẽ xem về cái hoàn cảnh của bạn hiện tại và sau đó mình sẽ xem cái suy nghĩ của người ta về bạn như thế nào nhé. Ok, xin kết nối năng lượng với các bạn có duyên với trải bài này cùng Nas để xem là cái hoàn cảnh hiện tại của bạn với cái mối quan hệ này nó đang ở trong cái tình trạng gì, ok, hoàn cảnh gì. Xin kết nối năng lượng với các bạn có duyên với Nas trong trải bài này. Nên là hoàn cảnh của các bạn hiện tại ở đây có là gì? Các bạn có hai lá nhảy ra là 8 ly và 9 xu. Phần trải bài các bạn có thể tua giúp mình nhé, ok. Hoàn cảnh hiện tại mà các bạn đang có trong cái mối quan hệ này là gì? Các bạn có 10 ly. Hoàn cảnh hiện tại mà các bạn đang có trong hoàn cảnh này là gì? Xin kết nối năng lượng của các bạn có duyên với Nas trong trò bài này. 4 gậy hoàng. Ok, hoàn cảnh hiện tại mà các bạn đang có trong trò bài này là gì? Nếu như cái không gian của mình nó bị ồn ấy thì các bạn hãy thông cảm giúp mình nhé. Các bạn có 2 kiếm. Hoàn cảnh hiện tại 10 kiếm, wow. Hoàn cảnh hiện tại của các bạn 8 kiếm. Và wow, hơi căng nhỉ. Và các bạn có tận 2 lần 10 kiếm ở đây. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Ok, death. Hoàn cảnh hiện tại của các bạn The Chariot. Hoàn cảnh hiện tại của các bạn Justice. Ok, các bạn có 2 lần 10 kiếm nhá. 1 lần 10 kiếm này, 2 lần 10 kiếm này, 8 cộng 2 là 10 này. Đó, tận 2 lần 10 kiếm. Rất là tột cùng, đau khổ, tổn thương ở đây. Ở đây mình thấy có 2 trường hợp. Mình sẽ miêu tả 2 cái trường hợp này ra để cho các bạn có thể là xem rằng mình có rơi vào trong cái trường hợp nào hay không. Nếu như bạn nào mà không rơi vào trong cái trường hợp nào ở đây cả thì có vẻ như cái câu chuyện này nó không phải là câu chuyện của các bạn. Với cái trường hợp thứ nhất ấy, đó là đây là một mối quan hệ đã kết hôn rồi. Các bạn có 2 cái hình ảnh ngôi nhà và những đứa trẻ ở đây. Ok, cả 2 lá này nó đều nói về cái việc là ngôi nhà và những đứa trẻ, là đã kết hôn rồi. Thậm chí là có lá Justice ở đây, nó nói về cái mặt công lý, pháp lý, giấy tờ, hợp đồng vân vân. Thì có thể đây là mối quan hệ mà các bạn đã đi đến cam kết kết hôn với nhau rồi. Cái trường hợp thứ hai ấy, đó là đây là một mối quan hệ mà các bạn đã tính đến cái con đường này rồi. Chưa đến ngay, chưa có ngay, nhưng mà các bạn đã xác định người này là cái người mình kết hôn rồi. Nhưng cả 2 trường hợp này nó đều mang một cái ý nghĩa là bạn. Ở đây cái phần nhiều thì mình thấy là bạn nhiều hơn. Có thể bạn là cái người mà muốn rời đi khỏi cái mối quan hệ này đến cái phút chót rồi, là chúng ta đã thuộc với nhau rồi, hoặc là chúng ta đã tính đến cái con đường là chúng ta sẽ cùng nhau trên cùng một chuyến tuyến, trên cùng một hướng đi. Thì rồi bạn bừng tỉnh, bạn nhận ra rằng là mình muốn rời khỏi cái mối quan hệ này, hoặc là mình cảm thấy rằng mình không được trân trọng trong cái mối quan hệ này nữa, hoặc là mình cảm thấy rằng là mình bị chỉ là một trong cái sự lựa chọn đối với người kia mà thôi. Thậm chí ở đây ấy, mình thấy khi mà có lá 9 xu này đây thì mình thấy rằng là các bạn cảm thấy rằng là mình có đôi, có cặp
mình có người ở bên cạnh nhưng không khác gì là mình độc thân cả, không khác gì mình một mình cả. Cho nên là các bạn nghĩ rằng là thôi thế thì thà độc thân luôn đi, cho nó nhẹ gánh, cho nó nặng, đỡ nặng nợ. Và các bạn muốn là giải phóng ra khỏi những cái nỗi khổ niềm đau này. Cái mối quan hệ này ý, dù bạn ở trong cái trường hợp nào thì mình cũng thấy là nó đang đứt cánh rồi. Ok, nó đang đứt cánh rồi. Nhiều bạn ở đây vẫn loay hoay để giải quyết những cái về vấn đề về mặt giấy tờ, pháp lý vân vân để xử lý nốt cái vấn đề là chúng ta giải phóng nhau. Còn nhiều bạn ở đây thì là vẫn còn bị vướng phải những cái vấn đề về hợp đồng linh hồn, những cái vấn đề mà những nghiệp quả tâm linh nào đó mà các bạn cảm thấy rằng là mặc dù mình đã muốn dứt áo ra đi rồi nhưng vẫn có cái điều gì đó nó vướng mình lại, nó kéo mình lại và mình cảm thấy rằng là mình chưa có khả năng buông bỏ được hoàn toàn và vẫn theo kiểu là một chân trong một chân ngoài, vẫn theo kiểu là đã đi rồi, đã xác định là mình muốn ra khỏi cái mối quan hệ này rồi nhưng mà đâu đó vẫn ngoái lại và xem rằng là thế người kia còn đang suy nghĩ gì về mình hay không, họ có hối hận về những gì đã xảy ra hay không, họ có muốn trân trọng mình nữa hay không, hay là mối quan hệ này có khả năng để mà cứu vãn được gì hay không. Okay. Nhưng mà phần nhiều ấy, hầu như những bạn có cái sự liên kết ở đây thì mình thấy rằng là các bạn đang muốn ưu tiên cái cuộc sống độc thân nhiều hơn, cái cuộc sống mà các bạn muốn chăm lo cho những cái ước mơ, cho những cái ngã rẽ nào đó riêng cho bản thân mình. Bởi vì mình thấy rằng là các bạn đã hy sinh trong cái mối quan hệ này rất nhiều nhưng mà lại không được trân trọng chính những cái hy sinh mà các bạn có đó. Thành ra là các bạn, mình thấy rằng các bạn suy nghĩ ở đây rất là nhiều nhá. Suy nghĩ rằng thì liệu người ta có nhìn nhận xứng đáng với cái giá trị mà mình đã bỏ ra hay không, người ta đã có nhận ra cái bài học nào sau những cái đổ vỡ đó hay không, hay là người ta có bừng tỉnh và người ta trân trọng mình hay không, hay liệu cái quyết định rời đi này của mình nó có thực sự là đúng đắn hay không. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem là cái suy nghĩ của cái người kia dành cho bạn ở trong cái thời điểm này là gì nhá. Ok, mình thấy rằng là bạn là người mà có rất là nhiều những cái đam mê, những cái ước mơ. Và gia đình và những đứa trẻ ấy, nó là một trong những cái ước mơ mà bạn mong muốn có được ở cái thời điểm này. Nhưng mà khi mà giống như là bạn đã một tay gần như chạm vào cái ước mơ đó nhưng mà rồi nó không được trọn vẹn hoặc là nó lại cảm thấy rằng nó không đúng chính xác như những gì mà mình thực sự mong đợi, thì bạn lại cảm thấy hối tiếc cho những cái ước mơ còn lại mà bản thân các bạn có. Ok, nhiều bạn ở đây còn đang có những cái ý định như kiểu là đi du lịch này, đi du học này, hoặc là muốn phát triển bản thân ở một cái hướng nó khá là xa hơn so với cái vị trí hiện tại mà các bạn có. Ok, người kia đang nghĩ gì về bạn? Người ấy đang nghĩ gì về bạn? Ok, người kia đang nghĩ gì về bạn lúc này? Người kia đang nghĩ gì về bạn lúc này? Một lá nhảy ra ở đây là 5 gậy. Người kia đang nghĩ gì về bạn lúc này? Có rất là nhiều lá muốn nhảy ra luôn. Người kia đang nghĩ gì về bạn lúc này? Daughter wants, tiểu đồng vậy. Người kia đang nghĩ gì về bạn lúc này? Ace of Pentacles, một xu. Người kia đang nghĩ gì về bạn lúc này? Mother of Pentacles là nữ hoàng xu. Người kia đang nghĩ gì về bạn lúc này? Tám kiếm. Ok, người kia đang nghĩ gì về bạn lúc này? Cái lá xuyên suốt cho cái bộ mình vừa trải ra là tám xu. Ok, thì mình thấy rằng là cái người kia ấy, họ đã quá quen với cái sự hy sinh của bạn rồi, và đôi phần ấy họ nghĩ rằng cái điều đó nó là bản tính của bạn, nó là cái gì đó, nó là lẽ đương nhiên. Cho nên dù cho cái vấn đề gì đó trong mối quan hệ này có xảy ra đi chăng nữa thì cái bản tính đó của bạn nó vẫn luôn ở đó, vẫn luôn vị tha với họ, vẫn luôn bao dung với họ, vẫn luôn hướng về một mặt là về gia đình, vẫn luôn biết được rằng là dù điều gì xảy ra thì với bạn gia đình vẫn là trên hết. Nhưng mà ấy, họ lại không hiểu rằng cái nỗi khổ niềm đau trong bạn nó lớn lao đến nhường nào. Mình thấy rằng họ vẫn chưa hiểu nhá, bởi vì cái sự cứng đầu của họ
Và cái tôi của họ ở đây nó vẫn rất là lớn. Cái tôi của họ ở đây nó khá là trẻ con, chứ nó không phải là thuộc dạng kiểu trưởng thành, cứng nhắc hay như nào. Mà cái tôi của họ ở đây nó đang giống như là chỉ đơn giản là muốn phân định là ai ai đúng ai sai mà thôi. Và đôi khi họ hiểu được rằng là cái cách nhìn, góc nhìn và cái lẽ sống của bạn hoặc là cái cách sống của bạn ấy nó già đời hơn họ rất là nhiều. Trong cái mối quan hệ này, dù họ có nhiều tuổi hơn bạn như thế nào đi chăng nữa, thì cái lập trường, lập luận hay là những cái gì đó mà bạn có ấy, nó vẫn có một cái gì đó nó trưởng thành hơn họ. Thành ra là họ sẽ, trong cái mối quan hệ này, họ sẽ giống như một đứa trẻ so với bạn vậy. Thì dù cho họ có làm đi gì đi chăng nữa, dù cho họ có vô tâm thế nào, hay là họ có mải chơi, hay là họ có để ý, để tâm đến những thứ khác mà không ưu tiên dành cho bạn ấy, thì bạn sẽ vẫn luôn ở đó vì họ. Bạn vẫn luôn bao dung, bạn vẫn luôn yêu thương họ theo một cách nào đó. Và có lẽ như là bạn đã tha thứ cho họ rất là nhiều lần rồi, thành ra là họ đã quá quen với cái việc này rồi. Và họ nghĩ rằng là ui rồi, kiểu nói lời chia tay rồi lại quay lại với nhau mà thôi ấy. Thành ra là họ không có bất kỳ cái ý thức là họ cần phải có cái trách nhiệm đối với cái sự đổ vỡ này như thế nào, mà họ vẫn ở một đứng một chỗ và ngóng chờ về bạn, và cũng như là vẫn nghĩ rằng là à rồi bạn sẽ lại quay về, rồi họ chỉ cần, hoặc là bạn và họ mà có cơ hội để tiếp xúc với nhau ấy, thì rồi hai người lại quay lại với nhau mà thôi. Mặc dù ấy là họ có một cái nỗi sợ nào đó ở đây, họ cảm thấy sợ khi mà bạn dứt khoát, họ cảm thấy sợ khi mà cái mối quan hệ này nó đi đến cái bước đường này, đi đến cái bước đường là hai người không còn cái sự liên kết nó chặt chẽ như trước nữa. Nhưng mà đâu đó bên trong họ vẫn kỳ vọng là có một cái sự thay đổi nào đó ở bạn, có một cái sự gọi là hy vọng, kỳ vọng là bạn vẫn thế, bạn vẫn bao dung với họ như thế, bạn vẫn yêu thương họ như thế. Ok, nhưng mà nói rằng là họ có thực sự gọi là đủ cái sự bao dung trở lại với bạn hay không thì mình thấy là không nhá. Ok, cho nên là cái bài học của bạn ở đây ấy, đó là phải lấy lại sự độc lập tự chủ cho bản thân mình rồi. Bởi vì đôi khi ấy, bạn lại là cái người phụ thuộc tình cảm và lụy tình nhiều hơn là cái người kia. Mình phải nói là như vậy. Và cái người nào mà trong cái mối quan hệ là người lụy tình ấy, và luôn luôn là cái người mà phải vì người khác, hy sinh bản thân mình vì người khác ấy, thì cái người đó ấy, sẽ cần phải tỉnh ngộ và nhận ra rằng là à, mình cũng phải có cuộc sống riêng, mình cũng phải có những cái ước mơ riêng, những cái đam mê riêng, có những công việc riêng, phải có những cái gì đó riêng của bản thân mình, chứ không phải là lúc nào mình cũng vì người khác, lúc nào mình cũng vì cái mối quan hệ này. Mình hy sinh bản thân mình rồi đến cuối cùng ấy, người kia thì vô tâm, họ hiểu rằng là à, họ còn có cuộc sống riêng, họ còn phải làm cái này làm cái kia, bạn thì vẫn luôn ở đó chờ họ. Nên là cái mối quan hệ này nó đang kiểu cái bàn nó đang xoay chuyển, tình thế nó đang xoay chuyển rồi. Và nếu như bạn đang mong chờ một cái sự hối hận, hay là một cái sự gọi là ngộ ra điều gì đó từ người kia, thì mình nghĩ rằng ở cái thời điểm hiện tại thì là không nhá. Bởi vì mình nhắc lại là cái tôi của người này khá là cao, và người này vẫn chưa đủ cái sự trưởng thành để họ hiểu rằng, ra rằng là vì sao bạn lại như thế. Okay, vì sao mà bạn lại như thế. Ok, để mình xem thêm, xem là có thông tin gì nữa hay không nha. Xin cái nguồn năng lượng với các bạn có duyên với Nas ở đây, để mình xem cái người kia của bạn đang trong cái tình trạng như thế nào, hoặc có lời khuyên nào dành cho mối quan hệ này hay không. Xin cái nguồn năng lượng với các bạn có duyên ở đây, xem các bạn còn có thêm thông tin gì cho cái hoàn cảnh này hay không. Yeah, doubt. Cái người kia ấy, họ đang bán tín bán nghi rất là nhiều. Họ bán tín bán nghi theo kiểu là liệu cái trường hợp này, cái lần này đã là lần kết thúc, cuối cùng hay chưa. Và đôi khi bản thân bạn cũng có cái sự băn khoăn này, là không biết là đây đã là cái lần kết thúc cuối cùng hay chưa. Okay. Bởi vì bản thân mỗi người vẫn còn đang có cái sự kỳ vọng về cái mối quan hệ này. Người kia thì có cái sự kỳ vọng là bạn vẫn thế, bạn vẫn bao dung như thế, bạn vẫn yêu thương như thế, bạn vẫn đủ cái niềm tin, tình yêu thương mà bạn dành cho họ vào trong một mối quan hệ này như thế. Bạn vẫn luôn hy sinh vì họ như thế. Còn bản thân bạn ấy thì luôn luôn kỳ vọng là à, dù người kia sẽ ngộ ra, người kia sẽ trân trọng mình, người kia sẽ thế này thế kia. Đôi khi ấy, cái lời nói chia tay của bạn ấy là chỉ để muốn người kia thức tỉnh mà thôi, muốn người kia giác ngộ rằng là à, họ phải làm cái gì để mà đầu tư vào cái mối quan hệ này hơn. Nhưng mà mọi cái gì mà nó được xây dựng trên cái sự kỳ vọng ấy, thì yeah, cái thứ mà các bạn thường nhận được đó là sự thất vọng. Bởi vì các bạn không có đủ cái niềm tin vào cái thực tế, và không dám đối mặt với cái thực tế mà mình đang có. Ok, xem có thêm thông tin gì dành cho các bạn.
bạn hay không, một lá nhảy ra ở đây là patience, ok? Hãy kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn hơn, bởi vì là các bạn cần phải xây dựng lại cuộc sống riêng của bạn trước đã. Đừng quá chờ đợi kỳ vọng là rồi cái lời giải đáp hay câu trả lời dành cho bạn hay trong mối quan hệ này nó sẽ là gì, rồi chúng ta có quay trở lại với nhau được hay không, hay là người kia có trưởng thành hơn được hay không, như thế nào. Bởi vì mọi thứ trong cuộc đời này nó đều cần thời gian. Ok, mình phải nói là như thế. Cho nên là nếu như cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống của bạn mà nó không đâu vào đâu cả, thì hãy hiểu rằng là cái thời gian đó mình cần phải tập trung vào cái khác. Và mình cần phải cho cái khía cạnh nào mà nó vẫn còn đang trục trặc, nó vẫn đang trục trặc, nó thêm cái thời gian để nó tự giải quyết cái vấn đề của chính nó. Chứ bản thân bạn đã tác động vào trong một khoảng thời gian quá lâu, quá dài rồi, bạn đã nuôi dưỡng đủ rồi, nhưng mà bạn không nhận được chính cái niềm tin của bản thân mình vào là mình mong muốn cái mối quan hệ này nó sẽ diễn nó ra tốt đẹp, hay là nó sẽ theo một cái lộ trình nào đó, nhưng mà dù nó không được như thế, thì hãy quay trở về với cuộc sống riêng của mình, cho bản thân mình cái thời gian để mình nuôi dưỡng cái cuộc sống riêng của mình nhiều hơn là mình kỳ vọng vào một cái gì đó và rồi nó chẳng đâu đến đâu cả ấy. Ok, và mình phải nói rằng là một cái mối quan hệ ấy, những cái gì mà có sự tương tác với những người khác ấy, thì bạn làm xong cái phần việc của bạn rồi thì cái người kia ấy họ cũng phải đóng góp vào, còn nếu như họ không đóng góp vào là do họ không có đủ cái sự trưởng thành ấy, thì họ cần thêm thời gian để họ lớn, họ cần thêm thời gian để họ giác ngộ. Ok, và bạn không có khả năng để mà bao quát hết mọi thứ ngoài cái tầm với của bạn, bởi vì nếu như mà như vậy thì cái cuộc sống này nó không còn là cuộc sống của chúng ta nữa, mà nó lại là một cái giống như là một cái trò chơi game, hay là nó lại là một cái kịch bản, và bạn là cái tác giả, bạn muốn là nó thế này, muốn là nó thế kia, và bạn đặt hết mọi thứ vào trong cái kỳ vọng hay trong cái sự sắp xếp sắp đặt của bạn ấy, thì bạn sẽ chẳng có gì để mà bạn rút ra hay là bạn học được cả. Mà cuộc đời này ấy, nó chính là một cái trường đời. Khó khăn ở đó để chúng ta nhìn nhận được ra vấn đề, khó khăn ở đó để cho đôi bên cùng phát triển, khó khăn ở đó để chúng ta hiểu rằng là chúng ta cần phải hoàn thiện bản thân mình như thế nào. Còn như bạn hoàn thiện, họ cũng hoàn thiện, và chúng ta đến với nhau như một cái giấc mơ ấy, thì nó sẽ là fairy tale, nó là sẽ là một cái câu chuyện cổ tích và nó không có thực. Ok, cho nên hãy có cái sự thực tế hơn đối với cái cuộc đời này, và hãy kiên nhẫn với cái hành trình phát triển của bản thân bạn cũng như là của cái đối phương mà bạn đang có. Ok, imagination, mình vừa nói xong là đừng có quá kỳ vọng hay tưởng tượng, đưa cái sự tưởng tượng của mình vào trong cái đời sống thực, bởi vì như thế nó sẽ chỉ khiến cho bạn bị lạc lối, và bạn luôn luôn tự hỏi rằng là tại sao nó lại không được như những gì mà mình kỳ vọng, tại sao nó không được như những gì mà mình tưởng tượng, bởi vì bạn phải kéo lại cái sự tưởng tượng của bạn vào cái sự thực tế nhiều hơn. Ok, sự tưởng tượng ấy đôi khi nó sẽ là cái liều thuốc để giúp cho chúng ta bớt đau khổ trong cái cuộc sống thực tế khi mà chúng ta gặp khó khăn, nhưng nó không phải là cái kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối cho các bạn là các bạn nên kỳ vọng vào cái mối quan hệ này như nào, các bạn nên giải quyết cái vấn đề này ra sao. Mà cái đầu tiên các bạn cần phải có ở được ở đây, các bạn là linh hồn đang sống ở đây với bài học của con người, thì các bạn phải nhìn vào cái cuộc sống thực tế, các bạn phải đối mặt với cái khó khăn hoặc đối mặt với những cái vấn đề mà các bạn có. Nhiều khi mình thấy rằng là những cái lần mà các bạn hy sinh, những lần mà các bạn vị tha, những cái lần mà các bạn vì cái mối quan hệ này hay là vì người kia, đơn giản là bởi vì các bạn cứ đặt nuôi cái sự kỳ vọng là rồi sau lần này người ta sẽ tốt hơn, rồi sau lần này người ta sẽ thế này thế kia, theo cái kỳ vọng của bạn, theo cái sự tưởng tượng của bạn. Nhưng mà đến khi mà cái thực tế nó không được như thế, thì tất cả những cái lần kỳ vọng, tất cả những cái lần hy sinh đó chỉ là cái phương án để các bạn trốn chạy thực tại mà thôi. Bởi vì các bạn không chấp nhận được cái con người thực tế, hoặc là không chấp nhận được cái vấn đề mà mình đang có. Ok, cho nên là chốt lại ở đây, cái vấn đề của bạn là quay trở về với cái cuộc sống riêng của mình, xây dựng cho bản thân mình cái đường lối phát triển riêng của mình, xây dựng cho bản thân mình cái đề chế riêng của mình, xây dựng cho bản thân mình những cái gì đó mà mình có. Ví dụ như là các bạn có những cái ước mơ nào đó này, mình được đi đây đi đó, được khám phá thế giới ngoài kia này, hay là các bạn muốn học cái này học cái kia, muốn thử cái này thử cái kia, thì hãy làm những cái đó đi, hãy tranh thủ cái thời gian này để làm cái đó đi, thay vì cứ ngồi một chỗ rồi đắn đo suy nghĩ là người kia thế nào, họ có quan tâm gì về mình hay không, họ có hối tiếc gì về những cái thứ mà đã xảy ra hay không. Thực ra những cái đó nó chỉ ở trong cái sự tưởng tượng của bạn mà thôi, và mình nhắc lại hãy thực tế, ok, và hãy kiên nhẫn với cái hành trình của bản thân và hành trình của người kia. Còn cái vấn đề của người kia ấy, là họ cũng cần thêm thời gian để họ trưởng thành hơn, để họ thấu hiểu và họ đặt
bản thân họ vào vị trí của người khác để cảm nhận được nhiều thứ hơn trong cuộc sống này. Thì đó là cái câu chuyện và cái thông tin mà mình có thể dành được cho các bạn ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và nếu như các bạn có cái sự liên quan liên kết ở đây thì mình mong rằng các bạn cho mình một like, subscribe và nhớ ấn vào biểu tượng chuông bên cạnh phần đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới nha. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.